Hello cả nhà, mọi người có khỏe không? Hôm mình nghe nhạc nhé. Anh đã khóc khóc thật nhiều vì một điều mà anh cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ được trở Hi. Về. Anh chờ mọi người lên đông đông tí xíu, Ngân sẽ hướng dẫn luôn nha. Hôm nay Ngân làm cái video này để hướng dẫn mấy bạn, Hai Thanh Nguyễn. Mình muốn hướng dẫn mấy bạn làm nail á. Mình ở nhà trong cái thời gian có thể tập nối mi nè, để sau khi mà cái mùa dịch nó qua rồi đó, mình có thể có thêm một cái công việc làm ở tiệm cũng vui. Internet Ngân hơi bị yếu. Mọi người có khỏe không? Thanh Nguyễn có khỏe không? Mình muốn làm cái live này để hướng dẫn mấy bạn mua cái dụng cụ để học nối mi ở nhà đó. Chủ yếu là mình thực tập ở nhà ha. Để mà sau cái mùa dịch thì mình có thể đi học thêm một khóa nữa cũng được, hay là các bạn lúc mà mình tập đó, mình cũng có thể làm cho người nhà và cũng có thể tập lên làm cho khách từ từ. Nếu mà những bạn mà mình đã có bằng facial rồi đó thì mình có thể làm. Cái video này chỉ dành cho những bạn chưa biết gì về nối mi thôi nha. Còn những bạn nào mà mình đã biết về nối mi rồi đó thì Ngân nghĩ cái video này mấy bạn chắc không cần xem, hoặc là mình cũng có thể trao đổi cũng được. Tại vì Ngân không có chuyên về mà mình nghĩ ra là ngay cái mùa dịch này mà mình giúp được mọi người học thêm một cái gì đó để biết thì hai chị Hồng Lê, hi Anna, how are you? Chị Hồng Lê ở đâu vậy chị Hồng Lê? Mình cũng giới thiệu, mình là Ngân. Mình ở Seattle ha, ở ngay cái vùng tâm điểm của Corona luôn. Hai anh Long khỏe không? Hôm nay có đi làm không? Ở đây có bạn nào làm nail thì cho Ngân xin số 1 nha, để Ngân biết nha. Tại vì Ngân làm cái live này để chủ yếu là mình muốn hướng dẫn mấy bạn làm nail đó, ở nhà đó. Mình có thể thực hành nối mi và sau này mình có thể phát triển cái công việc nối mi ở trong tiệm nail cũng được. Chị Hồng Lê cũng làm nail hả? Chị là chủ ha, là mình đi làm chị. Hai chị Kim khỏe không? Đang làm gì đó? Hôm nay nghỉ 2 tuần rồi, đáng lẽ là còn 2 ngày nữa là đúng theo cái lịch là mình nghỉ xong là mình sẽ quay lại làm đó. Nhưng mà tình hình này chắc là còn lâu, cũng không biết là đến khi nào. Hy vọng là hy vọng là mình có thể quay lại làm việc sớm ha. Tại vì nghỉ lâu quá thì nó cũng ảnh hưởng đến tiệm nè, rồi ảnh hưởng đến công việc của mọi người nè, ảnh hưởng đến income nè. À, 2 tuần vừa rồi em ở nhà thì Ngân ở nhà thì cũng lo giấy tờ nè, rồi mấy cái thủ tục để mình gửi mấy cái link để
cho thợ apply để xin tiền thất nghiệp nè, rồi email cho landlord. À, hứa với mọi người là làm cái live này để hướng dẫn mọi người học nói mi á, nhưng mà cũng 2 tuần rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, ăn cũng nhiều, ngủ cũng nhiều rồi. Hôm nay mình quyết định làm cái live này để hướng dẫn mọi người cái cách mua dụng cụ để mình học nói mi ở nhà ha. Hai Thúy khỏe không? Hi Sarah. Hi Rita, how are you? À, mình đợi lên đông đông tí xíu thì mình hướng dẫn luôn nha. À, mấy hôm vừa rồi thì cái Facebook của Ngân nó bị lóc đó, không có lấy lại được á. Cho nên là Ngân cũng định định là hướng dẫn mọi người cái cách nói mi, nhưng mà bị lóc cái Facebook, cho nên là Ngân cũng có làm cái video và Ngân post lên trên một cái group. Thì tí nữa Ngân sẽ để mà tự học ở nhà, phải để mình tự tập thôi ha, cũng dễ lắm. Tại vì Ngân nói đơn giản, Ngân nói những cái kinh nghiệm thực tế mà Ngân tập đó để cho mọi người dễ học ha. Học phí hả Thúy? Học phí là bánh được không? Làm bánh xong Ngân qua pick up nha. À, Ngân muốn chỉ mọi người để học cho vui thôi. Hi Carla, how are you? Học để mà mình thực tập, rồi sau khi mà mình ở nhà, không biết là ở nhà bao lâu, 1 tháng 2 tháng gì đó, lúc mà mình quay lại mình đi làm đó, là mình có thêm một cái công việc mới, thay vì mình chỉ ở nhà ăn ngủ, quay qua quay lại đi du lịch khắp nhà, thì mình có thể có những cái thời gian rảnh. Ví dụ mỗi ngày mình bỏ ra nửa tiếng 1 tiếng mình tập, thì mình có thể biết cái cách làm. Và thật sự nói mi nó không có khó ha, nó chỉ là lặp đi lặp lại và mình chịu khó mình để ý. Cái giống như là cái mắt nó như thế nào thì mình nên nói cái nó gọi là cái map hả, cái chart hả, nói theo cái bản đồ như thế nào đó để cho ra một cái đôi mắt to tròn đẹp, hoặc là một cái đôi mắt sexy á, thì nó tùy theo cái cách nhìn của mình, rồi cái kinh nghiệm nữa. Có 6 người đang theo dõi, Ngân đợi khoảng 10 người đi ha. 10 người rồi Ngân chỉ luôn cái cách mua dụng cụ ha. Hi Yasara, how are you? So I have some people speak in English today. So I do this video because I would like to show you how to do a eyelash extension at home, so you can practice when you stay home. So you can spend your time at home to do something is useful for you after the coronavirus gone. Where do you live, Yesara? I'm in Seattle. Okay, thì mình nè. Hi Ivani, how are you? Oh, you live in Linwood. It's close to my salon, AR salon. Have you ever been there? On the 33rd Avenue? Have you ever been there for your nails, your lashes, your waxings? It's by Home Good. Oh, good. How your nails? Still good?
Ok, thì mình sẽ nói cho mọi người biết á, cái dụng cụ mình sẽ mua những cái dụng cụ cơ bản thôi để mình tập thôi ha. Còn lúc mình làm thì nó cần nhiều hơn tí xíu. Thứ nhất là mình cần nhíp nối mi. Nhíp nối mi thì mình cần một cái nhíp thẳng nè. Một cái nhíp thẳng như vậy ha. Cái nhíp này mình có thể hai Quỳnh Nguyễn khỏe không? We miss you too. So today I tell people what tool you need for practice eyelash extension at home. So the first you need this tweezer. Cái nhíp thẳng này ha mọi người. Nhíp thẳng này thì mình có thể dùng để tách mi nè. Mình có thể dùng để gấp cái mi glasses ha. So this tweezer you can use for select the lash or you can use to pick up the lash for the glasses eyelash extension. Quỳnh Nguyễn ở đâu vậy cho chị biết được không? Chị ở Seattle. Cái nhíp này ha, cái nhíp này là cái nhíp cơ bản nhất nè. Ngân thì Ngân xài một cái cây này. Cái cây này là cái cây Ngân thích nhất nè. Xài kiểu gì cũng được hết. This is my favorite tweezer is 45 degrees. I love it because I can use to separate the lash. Em ở Úc hả? Ở Úc ở đâu vậy em? Chị chưa bao giờ đến Úc hết á. Khi nào có dịp qua đó gọi em nha. Hi, Tony Đỗ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cái nhíp này là cái nhíp Ngân thích nhất nè. Tại vì Ngân dùng để tách mi nè, nối mi classic, nối mi volume luôn. Cái nhíp này Ngân hay nói đùa là cái nhíp thần thánh đó, lâu lâu làm hay để chạy ra ngoài xong rồi để quên ở ngoài reception á. Xong rồi lúc mà quay lại trong phòng thì hỏi hỏi mọi người xung quanh là có thấy cái nhíp thần thánh của Ngân ở đâu không? Mà thường Ngân làm á thì Ngân có khoảng 10 cây á, 10 cây nhíp này nè, Ngân hay đặt đó. Đặt làm đặc biệt luôn. Xong rồi mỗi lần mà nhíp nó bị dính keo á thì Ngân sẽ bỏ cái nhíp đó ngâm. Thường là Ngân hay ngâm aceton á là nó nhanh nhất. Ngâm xong rồi lấy cái nhíp mới làm. Làm xong hồi quay lại là cái nhíp này nó đã sạch rồi thì mình gấp mi nó mới chính xác và nó mới chuẩn và nó nhanh được. Ha. Thì đây là hai cái nhíp thẳng với lại cái nhíp 45 độ nè. Thì thường nhíp này mình có thể mua ở trên website nè. Hai chị Jaycee khỏe không? Mình có thể mua ở website eBay hay là Amazon hoặc là những cái website nó bán về về mi á, về lông mi á, về supply á. Hai cái nhíp này ha. Cái nhíp này đặc biệt là Ngân thích nhất thì vừa rồi Ngân đặt cũng khoảng 30 cây á nhưng mà Ngân xài hết rồi. Mình Ngân là xài chắc khoảng 10 cây đó, còn lại là share cho những người bạn của Ngân á, họ cần á thì Ngân share lại thôi chứ Ngân Ngân không có bán. Nhưng mà Ngân chuẩn bị đặt thêm đó thì có bạn nào muốn đặt á thì Ngân có thể đặt giùm ha. Tại vì xài cũng 3 năm rồi. Nó cũng cũ rồi, nó cũng không có còn dính chính xác nữa đó. Còn đây là cái nhíp volume nè. Nhíp này thì Ngân thấy rất là nhiều người dùng, hình như gọi nó là cái nhíp gì ta, nhíp mỏ quạ hả? Cái này thì Ngân cũng dùng được nhưng mà ít dùng hơn, tại vì cái này á mình lấy fan thì nó dễ. Nhưng mà lúc mình gấp mi mình dán lên cái mi thật á, nó hơi trở ngại chút xíu là tại vì cái đầu nó to nè, khi mà mình gấp mình để lên trên cái lông mi thật á nó hơi bị vướng á. Cho nên là cái nhíp này là cái nhíp Ngân thích nhất nè. Nó có cái độ dài nè. Cho nên là khi mà mình làm cái fan mà đặc biệt là những cái fan nhiều tiện và cái đầu nhíp nó nhọn nè. Cho nên là mình dán mi ở những cái góc mắt á, những cái hốc mắt nè, đặc biệt là phía trong mắt nè hoặc là phía đuôi mắt á thì cái nhíp này nó rất là dễ làm. Ha, mình làm cái mắt mà mình muốn làm đẹp á thì cái phía trong với lại cái phía đuôi nó phải hoàn chỉnh. Thì mình cái nhíp này nó rất là hữu dụng ha.
Cảm ơn chị JC, Ngân đang học hỏi chị JC đó. Chị JC lúc nào cũng tươi trẻ hết. Hi Michael, how are you? Cũng có một số cái cây nhíp khác, Ngân thì mua nhiều loại nhíp lắm, tại vì nghiên cứu coi cái nhíp nào nó phù hợp với mình. Chắc cũng phải mua phải mười mấy cái loại nhíp đó, thì cuối cùng là quyết định là tự đặt cho mình cái nhíp mình thích. Cái này là Ngân tự đặt luôn nè, Ngân yêu cầu cái chiều dài rồi cái kiểu nhíp thì mình cần nhíp ha. Rồi cái nhíp thì mình cần phải có cái hộp ha. Cái hộp để nhíp đây. Cái hộp này nó có cái nam châm mình để cái nhíp nó không có bị rớt xuống nè. Đây. Hi Tammy, how are you? Cái này là mình cái miếng pad này là để dán phải không? Mình để mình dán ở dưới đây nè. Cái lông mi thật đó, nó nằm ở dưới cái miếng này ha. Tại vì nó mình không giữ nó nằm xuống thì tí nữa khách mở mắt ra thì lông mi dưới với lông mi trên nó sẽ dính vào nhau và khách không có mở mắt ra được. Thì đây là cái miếng dán nè. Ha. Mình dán xuống như vậy nè. Mình cần thêm cái keo nữa. Mua đầy đủ dụng cụ luôn để sau khi mà mình thực tập trên cái mannequin rồi đó, mình cũng có thể sử dụng nó để mình làm cho người nhà của mình nè, làm cho mẹ, cho chị, cho em, cho con. Đâu có sao đâu, bây giờ nên là đem ông xã ra thực hành thì ông xã cũng đâu có đi ra đường, cũng đâu có ai thấy đâu, mà sợ người ta thấy đẹp hơn người ta cua mất ông xã. Hi Brenda, how are you? I miss you. Đây cái băng keo ha. Cái băng keo này á, thì thường á, là dành cho những cái bạn mà mình mới làm đó. Mình dán cái miếng này nè, nó không có đủ dính á. Nó không có đủ dính chính xác lên mắt á. Nhiều khi nó bung mắt nên mình giữ lại ha. Thì mình cần mua cái băng keo. Mình tập á, thì mình dán lên cái đầu, cái lông mi giả lên trên cái đầu mannequin nè. Mình cần cái băng keo này để mình giữ lại ha. Mình cần cái băng keo này để mình giữ lại, nhưng mà cái loại Ngân mua á, là nó có dính, có keo sẵn nó dính lên đây luôn rồi, cho nên là mình không có cần phải dán. Còn một cái quan trọng nữa nè. So today I tell the people what the supplies they can buy to practice eyelash extension at home. So after the coronavirus gone, I hopefully help more people can do lash, especially my coworker, my friend, somewhere they do nails now they can learn to do lash, so people can have more income. Thì Ngân hy vọng là sau cái mùa dịch này mọi người có thể làm lông mi và có thêm income ha, để bù lại cho một mấy tháng ở nhà mất income nha. Hy vọng là như vậy ha. Thì đây là cái mi này mình mua để mình tập nè, mọi người có thấy không? Đó, mình lựa cái mi nó mọc thẳng nè ha, chứ cái mi mà nó đan qua đan lại á, là cái loại mi đó là để dán lên mắt chứ không phải để thực hành ha. Thì mình có thể lên Amazon hoặc là eBay, mình search là eyelash extension thì nó sẽ hiện lên một loạt những cái này. Và mình lựa cái này nha. Đừng có lấy lộn cái loại mi mà để cái strip mà để làm dán cái mi giả đó. Cái đó là để dán đi tiệc, là mình về mình tập không có được, cái mi nó đan qua đan lại ha. Đây cái này ha, nhắc lại ha. Một cái hộp mi này là dụng cụ để thực hành nhíp. Cái này thì khi nào mình làm trên người thật thì mình mới cần nha. Cái iPad nè. Ở nhà tập đi Quỳnh. Ở nhà làm fan cũng được, em làm fan sẵn đó. Nhiều khi mình chị thì chị không có xài fan sẵn, tại vì nó cái keo nó nhiều keo quá đó, chị không có thích. Chị làm fan là chị dán thẳng lên cho khách thôi, nhưng mà nhiều khi nếu mà mình có thợ đó mà làm chậm nó thì cái giờ rảnh mình có thể làm fan. Xong rồi mai mốt mình để cho thợ của mình sử dụng cái mi đó làm nó nhanh hơn, nó đỡ mất thời gian hơn. Cái đầu mannequin này ha, cái này để mình để cho nó nằm xuống nè. Rồi mình dán cái mi lên nè. Ha. Mình dán cái mi lên để mình tập, mình thực hành. Thường thì nó cần thêm một cái miếng để mà mình dán lông mi lên á, theo số đó để mình làm. Còn Ngân thì Ngân hay dán lên trán.
dán lên trán thì nó sẽ nhanh hơn. Cái cây chải mi nữa. Hi Victoria. À, đây là cái cây chải mi ha, mình cũng cần, lúc mà mình tập thì mình cũng cần, khi mà mình gắn mi đó thì mình cũng cũng cần, khi mà mình thực hành á, mình chải ra như vậy thì để xem là những cái lông mi nào mà nó bị rớt rụng ra đó, nó sẽ rớt ra ha, mình sẽ gắn bổ sung ha. À rồi, nhíp, hộp mi giả, băng keo, đầu mannequin. À, bây giờ cả phần còn lại là lông mi. Lông mi thì mình cần cái loại 0.15 nè. Cái loại lát xịt là để mình thực hành cái bài học đầu tiên đó, là 0.15 đến 0.25. Nhưng mà đối với Ngưng cái 0.15 là vừa nhất, nó vừa đủ, không có cứng quá và nó cũng không có dày quá ha. Mình gắn nó vừa đủ tự nhiên và vừa đủ đẹp. So this is the lash for lashes. For glasses, eyelash extension, so the thickness is 0.15. Yeah. Thường thì mình mua cái mid size ha, để mình không có phải mua nhiều size, tại vì một cái đôi mắt mà muốn hoàn chỉnh đó là mình phải có size từ khách muốn, mình phải phối hợp. Mình phải phối hợp nhiều cái loại mi thì nó mới ra một cái đôi mắt hoàn chỉnh ha. Thì mình Ngân thì Ngân hay xài cái mid size á, là nó có đủ từ đủ size hết, là từ size 9 đến size 15 ha. Mình không cần phải mua nhiều, ví dụ một cái hộp mid size thì mình chỉ cần mua khoảng chừng 5, có 0.03, 0.05, 0.07 thì đối với Ngân cái 0.00 đi công C and à, rồi mình cần đèn nối mi nè. Đèn nối mi thì mình mua những cái loại đèn bàn đó, mình tập ở nhà, gửi nhắn dưới đó cái hình phía dưới ha, để tí xíu mọi người có thể mua về để dành mình xài luôn cho khách ha. Thì để có thể làm được lông mi ở tiệm á, đặc biệt là những anh chị, những bạn làm nail á, mình chỉ cần có cái bằng facial nè ha. Ngon không biết là ở những tiểu bang khác. À, cái thứ một cái quan trọng nữa là nếu mình gắn lên người thật á thì thường mình có cái quạt. Hi Ritty Tang, mình có cái quạt để mà mình quạt hết. Cái máy sấy nhỏ thì nó làm khô keo, mình sử dụng ống thì nó làm khô nhanh hơn ha. Hi Linda, Ali, how are you? Rồi mình cần cái vỉ dán mi thì Ngân nói rồi, những bạn nào mà mình thích thì mình có thể mua cái vỉ nó hình chữ nhật, hoặc là nó hình chữ nhật ha, nó có theo từng size thì mình dán từng cái size của lông mi lên trên đó và mình sử dụng ha. Còn Ngân thì Ngân hơi dán lên trán tại vì nó gần mà mình lấy nó nhanh hơn. Rồi chổi chải mi, rồi tăm tháo mi. Tăm tháo mi thì nó thường thì Ngân xài cái Q-tip thôi, là khi mà mình sử dụng cái removal á, để mình gỡ cái lông mi cũ của khách á, thì mình xài cái chai này, là cái chai removal là mình cần mua nè, để mình Ngân sử dụng cái Q-tip apply lên trên cái lông mi của khách, rồi mình đợi cho nó bung ra và mình chùi. Long time no see, Jennifer, how are you? You still live in Idaho? Do you still work? Rồi lash shampoo. À, là cái loại mà để mình, tại vì khi mà khách người ta đeo mi rồi đó, khi mà người ta quay lại á thì mình cần phải làm sạch cái lông mi của khách ha. À, máy sấy thì Ngân nói rồi, bóp đựng nhíp thì cũng có rồi, cái kit. À, bông tẩy trang. Bông tẩy trang thì thường là mình những cái khách mà người ta sử dụng mascara đó, cái là okay. Trước khi mày đến á, mày phải clean cái lông mi của mày cho sạch. Và ta không có, nếu mà ta clean lại á, thì ta sẽ chạc tiền. Thì như vậy khách nó đến, nó cái lông mi nó sạch sẵn rồi đó, mình làm nó nhanh hơn và nó last long hơn. Còn khi mà nó đến với cái mascara á, mà mình clean nữa, trong trường hợp mà gấp thì mình còn có cái bông tẩy trang để mình tẩy cái mascara ha.
Cái này là cái hộp đựng đồ trang điểm nè, nhưng mà nó hay để đồ trong đây cho nó tiện, mình cần thì mình xách đi đâu cũng được ha. Và mình để trong đây một cái hộp nhỏ gọn như vậy. Đồ nghề làm lông mi thì rất là tiện, không có phải nhiều giống như là đồ nghề làm nail cần nhiều màu, mi thì chỉ cần bao nhiêu đây thôi. Ok, thì mọi người mua nếu mà có thắc mắc gì đó thì nhắn cho Ngân. Ồ, cái lá xịt quên nữa. Cái lá xịt thì mình có cái loại hộp này nữa nè. Cái hộp này nó rời nè. Mình rắc nó lên trên đây một ít xong mình làm xong rồi mình rắc lên tiếp, nhưng mà cái loại này nó cũ rồi, thường thì bây giờ là mình xài cái hộp mi như vậy thôi. Nó tiện hơn ha. Cái này để keo nè. Thì Ngân cũng chỉ mọi người luôn là thường để keo, nhưng mà rồi hoặc là mình nó có một cái miếng băng keo, mình dán một cái miếng băng keo lên cái miếng như vậy ha. Còn Ngân á thì thường là Ngân lấy cái miếng này ha. Ngân lấy hai cái này ra, Ngân dán cái miếng khác xong rồi Ngân để cái miếng này lên trên cái đây. Và mình không có cần phải mua thêm cái đồ để keo. Và nó cũng tiện nữa. Hai Trà, Trà khỏe không? Ok, bây giờ hướng dẫn mọi người đầy đủ rồi nha. Như vậy thì mình on thì chắc là khoảng 3 ngày nữa. Ngân sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người cái cách mà mình tự tập nối mi ở nhà. Trong một cái group ha. Ngân tí nữa Ngân sẽ bỏ cái đường link ở phía dưới, cái ai mà muốn coi lại á, hoặc là coi trước cũng có thể vào trong đó xem lại ha. Ngân sẽ bỏ cái link vào đây thì mọi người xem và có thể thực hành, có thể mua dụng cụ về, và khi nào mình có đó, mình sẽ thể thực hành theo cái video đó. Ok. Today I already done the tool for everyone know how to buy it to practice eyelash extension at home. So you need this a wallet to keep the tweezer. Just have the magnet. So on the tweezer will stay here. It's not fall out. So it's not make your tweezer tip broken or damaged. After we done, we put inside this. So we need this one, the straight one. Yes. This one, 45 degree for the volume lash or select lash. This one is specially for the volume. Okay. Lash for the glasses is 0.15. For the volume is 0.07. And we buy the mid size, so you don't have to buy a lot of size for the future. And then when you have your client and then work, you can make more money and you can buy everything for you. And this one, the tab for the under eyes, the eyes pack here. And this one, the mannequin to practice. And this one, the lash, the fake lash to practice. Ok, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, và Ngân sẽ làm những cái live hướng dẫn mọi người để thực tập ở nhà ha, 3 ngày nữa nha, để mọi người có thời gian order ha. Ngân sẽ post những cái video Ngân làm sẵn đó thì mọi người có thể xem lại ha. Hai Thùy Trang có khỏe không? Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người theo dõi nha.